Xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Trường học, Trường đời do giáo sư Nguyễn Dung Hạnh, giáo sư tâm lý của Đại học Cal State Long Beach và giáo sư Phạm Thị Huê, khoa trưởng phân khoa cố vấn và hướng dẫn giáo dục tại Đại học Orange Coast College thực hiện vào mỗi tối thứ ba trên băng tần 44.4 của Đài Liên lạc Sài Gòn TV. Chúng tôi rất hân hạnh được trở lại với quý vị với chương trình đặc biệt tối ngày hôm nay dành đưa tới cho quý vị phụ huynh cũng như tất cả các em sinh viên, học sinh những tin tức cập nhật về các đại học, các trường trung học cũng như các trường tiểu học. Trong vấn đề học hành thì chúng ta biết rằng hiện giờ là chúng ta dùng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Và trong vấn đề giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì vấn đề dịch thuật có thể nói là một vấn đề rất là quan trọng và cần thiết. Và như vậy hôm nay chúng tôi rất hân hạnh sẽ nhờ giáo sư Dung Hạnh giới thiệu một vị khách quý của chúng ta. Và chúng ta sẽ đề cập tới chương trình dịch thuật ngày hôm nay. Xin mời giáo sư Nguyễn Dung Hạnh. Vâng, xin kính chào quý vị. Chúng tôi hôm nay rất là được hân hạnh có mặt trong trường quay là giáo sư tiến sĩ Trịnh Nhật từ Đại học Western University of Western Sydney, tức là Đại học miền Tây Sydney tại nước Úc. Hiện giờ đang đến thăm và làm việc tại bang California, miền Nam bang California. Chúng tôi rất là hân hạnh là được mời anh Nhật, xin được gọi anh Nhật cho nó thân mật phải không ạ? Anh Nhật đến đây để tham dự với chúng tôi. Thì xin anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài Liên lạc Sài Gòn TV và cũng như là xin anh cho vui lòng cho biết khán giả được biết một vài thông tin về cái chương trình như là quá trình học của anh. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả miền Nam Cali. Và trước hết cũng xin cảm ơn giáo sư Huê Phạm. Dạ. Vâng, và giáo sư Dung Hạnh, lần đầu tiên tôi được gặp ở đây để mà giới thiệu tôi, phải không ạ? Quý vị muốn thế không? Dạ vâng. Tôi đã vượt đại dương và vượt lục địa ở Mỹ này sang Canada mới trở về ngày hôm qua. Dạ vâng. Qua Washington DC. Vâng. Cơ bản ra thì là tôi là một nhà giáo. Vâng. Mà được đào luyện để dạy tiếng Anh, như là chúng ta nói là bên này gọi là ESL, nhưng mà thời mình ở Việt Nam thì gọi là Teaching English as Foreign Language. Dạ vâng. Thì tiếng Anh như là một ngoại ngữ. Dạ vâng. Thì như là tất cả những biến cố trong nước, như là một thanh niên thời đại thì tôi cũng phải đi theo các cái giai tầng, chẳng hạn như là trong quân đội một thời gian rồi là đại khái lại trở về đời sống dân sự. Yeah. Thì lại tiếp tục các chuyện này chuyện khác, thì có một giai đoạn là sau là sang Úc du học. Wow. Sang Úc du học khoảng đầu năm 74. Yeah. Thì là cũng là đã trễ rồi đó, thế nhưng mà giai đoạn nghĩa là học cao học. Bây giờ Việt Nam gọi là thạc sĩ, tuy quý vị thời xa xưa mình nói thạc sĩ thì còn hơn cả tiến sĩ, như là những ông văn mẫu hay gì đó. Nó là một cái hình thức là tiến sĩ sau đó, rồi là dạy học trong ngành nghề mới được lên như thế. Thì sau đó học ở Úc, rồi BBC tuyển sang, thì tôi được sang bên đó làm 3 năm. Cũng vì cái chuyện mình đi làm ở đó thì mình học được lại trở về thêm tiếng Việt, trở về thêm tiếng Anh, hai ngôn ngữ đó. Mình cứ đi từ phụ tá cái chương trình thì đương nhiên là tất cả những cái gì bằng tiếng Anh thì mình lại chuyển sang tiếng Việt, nhưng mà không phải chỉ chuyển bằng những biết mà chuyển sang bằng cách lời nói luôn để mình phát về Việt Nam thời đó. Thế rồi sau 3 năm nghĩa là ngắn hạn đó thì lại trở về Úc, nhưng mà trong thời gian trở về đó thì lại được một cái công việc, nghĩa là dạy tiếng Việt ở đại học. Vâng. Từ dạy tiếng Việt đại học xong nó lại chuyển tiếp sang, lúc đó thì thật sự cao đẳng, rồi sau nó dần dần nó chuyển tiếp sang một cái chương trình gọi là dạy huấn luyện cho cấp bậc cử nhân về thông ngôn và phiên dịch. Là nhiều, có những ngôn ngữ khác như mình thì Việt Anh Việt đại khái như vậy. Vâng. Thì dạ, tôi nói tới đó thì quý vị muốn hỏi gì tiếp thì cứ hỏi. Dạ vâng. Dạ. Thưa em xin hỏi anh Nhật thêm, tức là em biết là hiện giờ là ở tại nước Úc đó, họ rất là phổ thông cái công chuyện cái việc làm của người phiên dịch, là khi mà trong cái thời gian đi thăm Sydney thì có một người bạn có một người bạn là họ làm cái hàng phiên dịch, tức là nghĩa là những cái người Việt Nam của mình nếu mà có cái vấn đề gì mà khó khăn trong vấn đề mà giao tiếp với lại các công
công quyền, cơ quan chức năng, hoặc là thậm chí là gọi điện thoại lên để hỏi về bill tiền ga, bill tiền điện, sao cao đắt như vậy, không nói tiếng Việt, thì họ sẽ có những cái người thông ngôn để mà họ phụ giúp cho. Đó là một cái dịch vụ rất là phổ biến. Thành ra có lẽ là cái chương trình mà anh dạy về cử nhân, về cái phiên dịch như vậy, có lẽ là cũng là một cái chương trình có nhiều người Việt đi theo học. Dạ, xin hỏi là anh học, cũng được biết thêm là anh là một nhà ngôn ngữ học nữa, tức là một nhà linguist nữa, thì đã học tại trường đại học Macquarie University phải không ạ? Vâng, thì anh có thể nói thêm một chút xíu về cái thời gian đó hoặc là chương trình học như đó. Như tôi nói tiếp về cái chuyện khi mà ở bên Anh về đó, khi mà mình hết một cái gọi là cái thời gian ngắn hạn làm bên đó 3 năm, thì mình về mình có một cái công việc khác là dạy tiếng Việt, rồi từ cái chuyện dạy tiếng Việt đó chuyển sang một cái chương trình có lẽ đầu tiên về huấn luyện, nghĩa là thông dịch viên người Việt lấy cấp bằng cử nhân. Chương trình chỉ có 3 năm thôi, thường thường các đại học bên Mỹ này là Việt Nam mình là 4 năm. Vâng. Thì năm 1985 bắt đầu sang cái chương trình, nghĩa là gọi là BA in Interpreting Translation, tức là cử nhân thông ngôn phiên dịch. Thì tôi đảm nhận cái chuyện nghĩa là huấn luyện cho những người Việt Nam. Có lúc giai đoạn đầu cũng có những người Úc ở cái giai đoạn đó, có vì thực sự ra để mà có thể được cái cấp 2 thì Interpreting and Translation đó, rồi nó cấp 3 khi mà cái trường đó lấy bằng cử nhân thật. Thế nhưng mà để mà được ra hành nghề nó lại là một cái cơ quan khác. Cơ quan khác nó gọi là cơ quan nói tắt là NATI, nhưng mà nói theo tiếng Anh là National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, là tôi dịch tạm dịch ra là gọi là cơ quan quốc gia chuẩn nhận văn bằng cho thông dịch viên và phiên dịch viên. Thì đó, đây là lấy một cái degree là một chuyện, nhưng mà lấy một cái thêm một cái gọi là accreditation của cái cơ quan NATI để mà làm được cái câu chuyện để mà thông dịch. Cho nên tôi cho là trên phần phương diện đó họ nghĩa là chuẩn bị chu đáo cho một người gọi là ở cái mức độ professional level, tức là chuyên nghiệp về về thông ngôn và phiên dịch. Đại khái là nó là như vậy. Thưa anh, như vậy thì cái chương trình học mà cho các sinh viên Việt Nam hoặc là có thể có người Úc nữa không ạ? Để mà vô cái chương trình dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt hoặc là tiếng Việt ra tiếng Anh như vậy thì có phổ biến không? Và cái sĩ số sinh viên Việt Nam mà tham dự học cái chương trình này, họ có thể nói ra một cái measure như vậy là có nhiều không ạ? Vâng, thì nói về phía người Úc đã học đó, thì giai đoạn đầu nó có những cái chương trình nó gọi là Associate Diploma. Tôi mới nói từ năm 83 tới 85 thì các cái sinh viên các ngôn ngữ khác đó học cái Associate Diploma, thì có những người Úc ở giai đoạn tới mức đó thôi. Nhưng mà để mà đi một người Úc dọc dòng đó mà lại đi học lấy cái BA về Interpreting thì là cũng khó. Nhưng mà nói như thế thành ra không có cái chuyện đó. Người gốc Việt học Gốc Việt như vậy thì có đông không ạ? Ví dụ như sinh viên Việt Nam. Vâng, gốc Việt như thế thì đương nhiên là học cái bằng đó thì là thường thường tôi thấy là tôi nhớ lại vì chị cứ tưởng tượng là cái chuyện đó nó bắt đầu từ năm 85. Tôi nghĩ là một cái nhìn lại thì là đương nhiên là thường thường là có 5, 7, 8, 9 người. Trong những năm 1985 cho tới khi mà tôi thôi đó, 1997 gọi là đến non đó, tôi nghĩ là cũng sản xuất ra ít là 100 thông ngôn và phiên dịch viên cho cái tiếng nói tiếng Việt. Như vậy là có thể là Úc đi trước mình đó phải không? Dạ, thưa phải không? Có thể là Úc đi trước nước Mỹ đó anh, là tại vì chính ra là cái chương trình của các đại học Mỹ đó, theo như chúng tôi biết đó, thì chưa có một cái đại học nào ở đây mà có thể nói là có một cái chương trình học về cử nhân mà chuyên về dịch thuật như vậy. Phải không? Chúng ta có nghĩ như vậy không? Nó nằm ở trong linguistics hoặc là communications, nhưng mà không có phiên dịch, chỉ là học về cái ngôn ngữ thôi. Thế ví dụ như học văn chương Việt Nam hoặc như thế này kia. Thành ra rõ ràng là cái vấn đề phiên dịch hoặc là dịch thuật là một cái mảng mà có lẽ là nước Úc có mấy cái đại học của Úc là có cũng phổ biến là hơn. Một sự ngẫu nhiên mà tôi được biết đó, là vì khi mà tôi sang đây đó thì là nói cái câu chuyện ở viện Việt học đó. Trong cái đề tài gọi là đi tìm cái tương đương trong phiên dịch, và một cái đề tài nữa gọi là dự án
dịch thuật bằng máy hay là dự án nghĩa là làm từ điển kết hợp ngữ hai chiều Anh Việt Việt Anh đó. Thì tôi được biết là những người tới tham dự đó là có một nhóm sinh viên cỡ là hơn 10 người ấy. Là học viên họ học hoặc là của phần Việt học, nhưng mà rồi tôi cũng được biết là ở cái trường gọi là Fullerton. Đúng rồi, California State University Fullerton. Rồi tôi lại được viếng cái lớp đó của thầy Lê Chính Long nữa, thì là họ học để mà huấn luyện để ra làm code interpreters. Cái đó là cũng mới đây thôi đó. Mới đây. Chắc cũng độ chừng 2-3 năm thì chứ cũng không quá lâu lắm đâu. Vậy thì có cái của trường Fullerton, cũng có của Viện Việt học. Thưa anh, như vậy thì bây giờ đó cái mục đích cái chuyến đi Mỹ hay là chuyến đi Hoa Kỳ của anh là trong cái dịp này là có những cái mục đích gì? Anh tới đây để thuyết trình ở những vùng này thôi hay là còn cái mục đích gì khác nữa không? Mục đích đấy là tôi gọi là ăn theo thôi. Việt Nam anh là nhân vật chính chứ sao ăn theo? Việt Nam là nghĩa là thường thường là nàng rằng phận gái chữ tòng. Đại khái như vậy. Anh chàng, bây giờ anh dịch cái câu đó là tiếng Anh làm sao? Bây giờ là nói với dịch thuật mà phải không anh? Cái không, gì nàng gì ạ? À? Dịch thơ nghĩa là tôi định nói là thơ câu của mình là nàng rằng phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng một lòng xin theo. Vâng. Nhưng mà tôi xin đảo lại ngược lại cái chuyện đó là chàng rằng phận gái, nghĩa là nàng rằng phận gái chữ tòng, mình cũng đưa một cái câu đó vào, nhưng mà nàng đi chàng cũng một lòng xin theo. Thực sự cô bà xã tôi bà ấy sang là vì ngẫu nhiên thôi chứ cũng không phải là gì, vì là lên mạng viết về cái chuyện chẳng hạn như là cái mạng phù sa gì đó thì cũng viết đưa thơ đưa văn lên. Thế rồi người ta có một cái hội, một buổi hội nghị gì đó viết văn, phụ nữ viết văn thì người ta nghĩa là cho phụ nữ không thôi ạ. Vâng, cho phụ nữ không. Vâng. Dạ, thành ra vì vậy tự nhiên tôi thấy ở trong có cái thấy cô bảo có đi không, thì tức là lúc book cái chuyện máy bay thì như bảo có đi thì tôi đi. Nhưng mà chính vì cái chuyện đi đó thì tôi đi không phải chỉ theo chân như vậy. Mình là cái người cũng là chuyên môn một phần nào. Mà nếu mà đã qua cái vùng Los Angeles này mà Garden Grove với lại Westminster thì Viện Việt học, bởi vì thực sự 15 năm trước khi mà ông giáo sư Nguyễn Đình Hòa là ông thầy cũ của tôi đó, ông có giới thiệu với tôi Viện Việt học để liên lạc. Thế thành ra nhân chuyến này đấy, cái người mà biết từ 15 năm trước nghĩ là tôi sẽ sang hợp tác hay là để nói chuyện gì, thì anh Minh Lân, giáo sư Minh Lân đó, có nhắc lại chuyện đó. Thì khi mà mình trước khi sang mình cũng lót đường bằng cách tôi sẽ nói cái chuyện này, muốn đề tài gì thì đại khái đề nghị 4 đề tài thì rồi sau họ chọn, tức là chọn là như thế đấy. Đấy là chưa kể là tôi còn sang bên Canada nữa để nói về cái chuyện dạy học Việt ngữ cho những trẻ em thế hệ 1.5 thế hệ 2 đấy nhé. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trường Học Trường Đời với giáo sư Trịnh Nhật từ bên Úc qua đây để nói về vấn đề tiếng Việt và tiếng Anh, nhất là về vấn đề dịch thuật. Và chúng tôi sẽ trở lại một vài giây lát sau phần thông tin thương mại.